Đấy, có thể là lên nè. Quá sao có xảy không? À vậy máy coi chừng nó đuổi luôn á, đừng nó ra liền. Tôi đang chạy giờ máy tờ hai. Inter không ra dự map. Chim đập nhảy lần hả? Tôi vừa nhảy lần nhớ. Rồi đập máy, tao đập nhảy máy lần, xe hỏng luôn. Đập máy gì má? Đập máy sau nhảy. Phải lấy tao canh tao bỏ. Làm dài đó. Cầm máy sau tường nha, hầm ở tường. Cả nhà tường nhá, cả nhà tường nhá. Rồi rồi rồi. Kiểu người được chọn đấy. Có tu bắt vào thằng này. Có tu cái thua. Mà em đi luôn này. Tao đi nếp một nhảy. Chết thằng nhảy tường, một bọn chọn. Đâu phép nha. Đâu phép nha. Ông trọng 42 chứ. Ông đang chạm bật lên đó. Để ông vô giúp nó rồi. Để ông vô giúp nó không? Cứu đúng không? Ờ, cứu. Cứu đây đi, đang tới nè. Ủa sao mà chạy vô chỗ Siro Hill luôn. Này tới nơi, tới ghế này, tới ghế. Nó phá máy, rồi. Cứu được full này càng tốt. Cứu được full càng tốt. Rồi bỏ đi. Ai đâu? Tắt gì không mà hại. Em bên hai cây rồi. Chết rồi, chết rồi. Đừng đỡ đánh chết nữa nha, lần này hiến nha Khoa. Rồi, em hiến. Đúng rồi. Bốn hiến rồi. Một hiến nữa. Bốn hiến rồi. Bốn hiến. Giờ không có 9 giờ. Phép nha, vẫn còn phép nha, tao tao. Đi luôn, nó treo dưới nhà tầng. Em sau quầy 3. Máy giữa map được tầm 30-40. Máy là xong rồi, random mới xong sẵn. Anh rơi vào trong nhà anh tầng nhá. Mới quay ghế, anh rơi mới quay ghế. Thôi anh kịp máy. Anh rơi mới được máy, nhớ tầm 90 là bỏ. 80-90 rồi. Tao đập máy luôn. Ê, đập máy xong. Tao bỏ này, tao bỏ này. Đập đi. Cứ phép nha sư đồ. Đi về dưới map, anh rơi về dưới map nhờ. Về khoa kìa. Về ba, về ống ba, về ống ba, về ống ba. Em chạy về vùng hoa đây, em chạy vùng hoa đây. À giờ bộ máy cũ hoa chưa đi rồi. Vừa đuổi em vùng hoa. Rồi. Vậy đào hai máy đi, nó set up sẵn ở nhà, nó le á. Trời tao yếu, trời tao thấy hơi chậm. Dí em. Đúng rồi. Đập luôn á. Nhìn máy. Tao le tao. Tao phải máy chậm tao le. Không có chín thôi anh chậm rồi nè. Cài trong gì nha, cài trong tao sẵn thôi. Đang cài tường. Tao sẵn 60 vậy luôn, hàm không có sẵn sẵn. Hàm không có sẵn. Bắt kêu. Nó cài rồi, sau tường vậy. Anh Cường tí đập mấy vô mắt rồi luôn. Em đập mấy bà. Chính chính rồi nha. Ờ, chết rồi. Nó treo rồi. Còn mấy cũ qua nữa không? Nó treo về quán bar. Cho mày khoa, cho mày. Quán bar. Quán bar nhiêu vậy? Ba năm mươi. Máy này... Còn máy cũ của Khoa với lại máy sau tượng nữa. Máy sau tượng tầm 40. Rồi quay mấy quán bar 50 á. Dừ. Bây giờ không ra được đâu, là còn 6 mà ra đây đâu. Đập hai máy đi. Mày đặt máy chịu mát trước đi. Máy 30. Vô cứu nha. Cố đây. Cầm đá được cứu nha, nó bây giờ bắn sắp nóng. Rồi đi vô được rồi. Rồi đi vô được rồi thôi. Cứu rồi.
không chạy ra được đây. Lại kêu về. Chơi máy, chơi máy. Giờ tao nghĩ là đập máy. Mày đập máy cái sau sau nhang đi để khóa cuối lần nữa. Sao mấy sau nhang 40 rồi? Được không? Ok. Ủa thì giờ bắt buộc thôi chứ còn gì nữa đâu. Tao định ra đó xong rồi lấy hồi nó cứu xong tao ra tao cũng gọi mày qua đập máy. Rồi nó khóa cái máy này lại xong nó rủi thôi. Cái cũ nè. Đó. 30 nha. Đúng rồi nha. 30. 30. Đánh rồi. Kêu lóc lóc cái máy này lại. Nó ăn chán, nó ăn chán rồi, chờ bắn chán rồi, đúng rồi, máy 50 rồi. Lóc luôn, lóc luôn, lóc tới luôn, lóc tới. Lóc tới. Leo. Mấy 55. Bắn em. Em sắp cháy rồi nè. Đúng rồi. 70. Bắn em cháy. 75. 80. Lên được lên luôn. Không kẹp. Không ngồi đây, không ngồi. Bao nhiêu rồi? 90 rồi. Mất sắp nóng rồi á. Làm sắp nóng. Lên kịp á, lên kịp. Tao đi bộ. Thoát máy à. Mở cổng. Nó giật qua. Hầm góc máu. Em về bùng hoa. Không có tim. Vậy tao nghĩ nó chuẩn bị tele cổng này, giờ tao bong lại cổng kia. Rồi mày đừng, có gì nó phải chết á, nó không tele liền đâu. Tim đập bùng hoa, tim đập bùng hoa. Tao bong lại mở cổng á, giờ nha. Với em. Nó khóa cổng rồi, chạy đi. Khóa cổng rồi. Nó mà giờ mở cổng này đi Cường, giờ mở cổng này luôn đi. 300, tele rồi. Tele cổng kia rồi, về thôi, đập găng về mở cổng này họ luôn đi. Cường để thôi, anh nghĩ không mình đập găng đó. Về luôn. Tôi nó đang quay lại nha, không kịp cổng đâu. Bỏ đi, quay lại đi, không kịp cổng. Tanh nước vào vòng 2 đi, để anh coi. Rồi. Mày chạy Cường nữa, khóa canh phòng mở cổng này tiếp đi. Lọt cái bảng này xuống cho nó biết. Không thấy nữa nha. Không thấy ở vùng hoa. Cứ nấp đi, cứ nấp tiếp đi. Tí nó bắn, nó khóa cổng vùng hoa rồi. Rồi cứ nấp đi. Nó khóa cổng... Rẻ hoàng Cường giờ, không rẻ hoàng Khoa. Nhìn Cường giờ mở cổng kia Cường. Anh Cường mở cổng anh ơi. Thầy Khoa luôn, thầy Khoa. Không, mở cổng ngắt khách hàng đi. Không, mở cổng nhà đồ. Tao 3500 á, Khoa cố đi nha. 40 giây không bắn đỏ. Nãy Khoa nấp được tự nhiên ra chứ cho nó thấy vậy. Tự nhiên nó còn búng một cái găng tay nữa, không hiểu luôn. Nó chết rồi còn đi. Chết gần cổng được nha, cố. Chết gần cổng cũng được. Nếu đang nấp được tự nhiên chạy ra. Không, nó còn một cái găng tay mà em, không anh nó dùng lúc nào vậy? Quả đó hồi nãy có ai kêu búng găng ra. Tôi ra đi Cường, còn muốn làm gì nữa? Ủa, có mất từ dậy chưa? Chưa, em chưa mất. Chưa mất từ dậy mà anh. Thì nó xách ra xa, em định cover kiểu gì cho nó về cổng với việc nó không có tí đồ nào. Ủa, nó chỉ cần về nó bốc cho này ra một cái ghế xa cổng thôi, em định cover nó về cổng kiểu gì, nó có sắp nóng mà. Thôi, thì sắp cũng thua mà. Sao mà thua 4 được? Người được chọn.
cũng đau được cảnh rồi. Thì đây nó đạp bàn đạp lại lần nữa này. Để chưa. Ôi đâm nó luôn. Nhìn mấy nhà đôi luôn mà. Chưa. Đánh buồn cười quá. Lại cái bàn đạp đầu tiên là cái bàn đạp không cần phá thì lại đi phá. Cái bàn đạp thứ hai là cái bàn đạp cần phá thì lại đéo phá đi. Đau đầu thật. Quá nữa không được nhưng mà được Tero thua. Xong máy. Yeah.